sinh nhật tất cả các em, lại là một ngày cuối tuần của gia đình nhỏ của chị đây. Hôm nay thì chị Nhung sẽ làm món tàu hủ trân châu đường đen. Không biết là anh Phong và các bé có thích hay không nữa. Nhưng mà cái món này là có sẵn những cái nguyên liệu rồi, bây giờ mình chỉ chế biến thôi. Các em cùng vào bếp chế biến với anh chị nha. Và không biết là anh Phong có đang nóng lòng để được ăn cái món tàu hủ trân châu đường đen đó không? Anh đứng Nhung một chỗ là... thôi. Anh cứ đi dần dần, em nhức cái đầu lắm. Thực chất á là anh Phong nghe chị Nhung hứa anh Phong là làm món này hoài mà đến bây giờ luôn bắt đầu mới thấy lạp nữa, mắc cười quá. Nên giờ em thấy không, cái mặt cứ cười mỉm hoài làm vậy. Tại vì biết sao không, kia làm lâu lắm rồi. Em sẽ làm cho anh một cái món này ngon lắm, cái món này hot lắm. Rồi đừng nhớ các bạn nữa. Từ lúc mà nó hot cho tới lúc giờ đó là hết hot luôn rồi đó. Bắt đầu giờ phải làm. Chị Nhung tin là sắp tới là chị Nhung sẽ làm cho gia đình chị Nhung ăn dài dài luôn, tại vì các bé chuẩn bị nghỉ hết trơn rồi. Các em nhớ nha. À, chị Nhung đã chuẩn bị sẵn rất nguyên liệu ở đây rồi nè các em. Đầu tiên là bột đậu hũ nha, cái thứ hai là đường đen, tiếp theo là trân châu. Chị Nhung đã chuẩn bị sẵn hai phần trân châu trắng và trân châu đen. Trân châu với phải trân châu. Người miền Nam mấy em nói chuyện nghe nó chân chất. Còn đây là bột matcha, nếu mà các em thích bỏ vào cho thơm thì bỏ, còn nếu không thì thôi cũng không sao. Ok, bây giờ chị Nhung sẽ ngâm trân châu trước nha, để nấu cho nó nhanh đó các em. Bây giờ mình sẽ ngâm với nước nè. Chị Nhung sẽ để đây và ngâm một chút. Và bột đậu nành chị Nhung đã cho vào nồi rồi nè. Bây giờ chị Nhung sẽ cho 1 lít với 1 lít 2 nước vào và chúng ta khuấy đều nha. Mình cứ đổ từ từ vào nha các em. Đây là lần đầu tiên chị Nhung làm nên cũng hơi run một chút. Nhung thấy tan hết rồi, bây giờ mình sẽ bắt bếp lên nha. Đun sôi rồi các em cứ đứng quậy như thế này đến khi nào mà cái hỗn hợp chúng ta nó sệt lại là được rồi. Anh thấy em đứng quậy sang không anh? Sang, tướng gì chứ tướng đứng quậy của em sang vô địch. Mà em không biết là làm ra cái gì nữa đi nè. Lần đầu tiên chị Nhung làm á các em. Nói chung em làm ra cái gì có người tiêu thụ hết, yên tâm. Công nhận mà phải nói là nó thơm thiệt luôn á. Thật sự là làm cái món này nó rất là dễ các em. Nhưng mà có một cái là đợi hơi bị lâu á. Khi mà mình nấu xong như thế này á, sau đó mình cho ra một cái tô hoặc là cái khay nào đó tùy các em chọn nha. Và mình phải để trong tủ lạnh tầm khoảng 2-3 tiếng á. Cho nên em nghĩ là chắc tối mình mới ăn được á anh. Kiểu ăn la sét luôn ha. Nãy giờ thì chị Nhung thấy là cái đậu hũ Nhung đã sôi lên rồi. Bây giờ mình sẽ bắt xuống và cho ra thố nha các em. Bây giờ em sẽ làm hai màu luôn. Một cái là màu trắng, một cái là cho matcha vào. Bây giờ để Tin pha matcha giùm mẹ nha. Quậy cho nó tan đều nha con. Mình sẽ cho vào 100ml nước. Đều nha. Khi nào hết bột đúng không? Đúng rồi, cho nó tan đều bột là ok. Bây giờ chị Nhung sẽ đổ ra tô ha. Thơm quá ha. Anh nghe mùi đậu nành không? Nghe. Cái này mà múc cái không biết chừng nào mới xong. Một lát nữa nó ra nguyên cái khối vậy đó anh. Bự vậy luôn á. Chị Nhung đổ ba cái khuôn màu trắng nè. Bây giờ mình sẽ cho ba khuôn còn lại thì màu matcha nha. Bây giờ chị Nhung sẽ đổ về cái đậu hũ chúng ta nè. Rồi bắt lên bếp một chút. Wow, một cái màu xanh rất là đẹp nè các em. Để lên, để lên. Bây giờ mình sẽ quậy đều. Sắp có đậu hũ ăn rồi. Sao thấy cái này giống rau câu quá. Cái đông của nó không có giống như rau câu, nó sẽ mềm mềm giống như đậu hũ anh ăn ngoài đường vậy đó. Sau một hồi quậy đều rồi, bây giờ chị Nhung sẽ đổ ra tô. Và bây giờ mình sẽ để ở ngoài cho nó nguội một chút, và sau đó mình sẽ cho vào tủ lạnh nha. Đến khi nào chị Nhung thấy là cái đậu hũ nó đông lại là mình có ăn rồi đó. Đây là số trân châu hồi nãy chị Nhung ngâm nè. Bây giờ chị Nhung sẽ đổ cái nước này đi ha. Khi mà ngâm như thế này em, mình nấu nó sẽ nhanh hơn. Nấu cái này tầm khoảng 15-20 phút. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu đường đen luôn. Với một bịch đường đen này thì chúng ta sẽ nấu với 200ml nước nha. Sẽ cho nước vào. Và bắt đầu sẽ bắt lên bếp. Và bây giờ chị Nhung sẽ quậy đều đến khi nào đường tan ra hết là cái hỗn hợp chúng ta nó sệt sệt lại là ok rồi. Đứng làm cái này cái nhớ làm cái thời sử tư trân châu đường đen, làm cái ly khổng lồ các em, có kem ở trên nữa. Trời ơi, nó siêu mập luôn á, nhưng mà nó ngon lắm. Cái tin phụ mẹ quậy trân châu nè, giỏi quá ta. Chín chưa? Chưa có chín đâu, khi nào mà trân châu nổi lên là mới chín nha con. Còn làm xuống rồi nó còn nặng lắm á. Nặng có nghĩa là nó chưa có chín à. Mỏi tay không? Tay thì cũng qua tay, cũng tay trái trái nè. Giỏi quá. Làm này hơi cực một chút là phải đứng đợi các em và quậy đều, để nếu không là cái nồi của mình nó sẽ bị khê ở dưới. A few moments later. Mẹ ơi, trân châu nở rồi mẹ ơi. Vậy hả?
Ồ, nở rồi nè. Bây giờ mình chỉ cần quậy thêm 5 phút nữa là tắt bếp đó con. Tuần này thì Thiên Thư với Destin đã bắt đầu nghỉ rồi. Đáng lẽ là học thêm 2 tuần là nghỉ hè luôn. Cho nên là tuần sau hai bạn sẽ học online tại nhà. Còn các em hình như đang thi và thi sớm hơn dự định thì phải. Chị Nhung chúc các em thi thật là tốt để đạt điểm cao, nghỉ hè vui vẻ. Dịch đang diễn biến rất là phức tạp luôn. Cho nên là khi các em ra ngoài nhớ đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình của mình nha. Thời gian sắp tới thì chị Nhung nghĩ là chị Nhung sẽ hướng dẫn các em nấu ăn nhiều hơn và làm những cái clip ở nhà nhiều hơn làm đi ra ngoài. Hy vọng là các em sẽ hiểu và thông cảm cho chị Nhung. Và chân châu chúng ta đã chín rồi các em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ qua xả nước lạnh nha. Mình sẽ xả cho nó sạch rồi sau đó mình sẽ ngâm nước lạnh cho cái chân châu chúng ta nó dai hơn. Sau khi mà xả sạch xong rồi bây giờ chị Nhung sẽ cho vào cái tô này các em. Và mình sẽ ngâm với nước một chút xíu. Ôi nhìn giống như thủy tinh vậy đó các em ơi. Đã ghê chưa. Đường đen thì chị Nhung cũng đã nấu sẵn rồi. Nhưng mà các em nhớ nha, hồi trước á chị Nhung làm một lần bị sai, cho nên là cái chân châu chúng ta nó hơi bị cứng. Còn bây giờ thì rút kinh nghiệm rồi, bây giờ mình sẽ để cái nước đường đen này ở đây. Khi nào mà mình ăn á thì mình ngâm chân châu trong đường đen khoảng 5 đến 10 phút thì chúng ta ăn, chứ không có được ngâm liền nha các em. Một lát thì chị Nhung sẽ đổ nước này đi làm ráo và cho vào trong đường đen này. Và mình bắt lên bếp khoảng 5 phút. Bảo đảm là cái trân châu đường đen của chúng ta rất là ngon, không bị cứng. Còn bây giờ thì chị Nhung sẽ cho hết tất cả cái này vào tủ lạnh. Trời em thấy nó cũng muốn đông đông rồi nè anh. Đúng không? Đông đông. Bây giờ chỉ cho vào tủ lạnh một chút xíu nữa là có ăn rồi. Mỗi lần mà Destin bưng cái gì là cái mặt Destin hài lắm, sợ bị đổ. Sau một lúc chị Nhung dọn rửa hết rồi thì xuống đây thử coi là đậu hũ của mình nó đã đặc chưa. Anh Phong mới cãi chị Nhung á là đậu hũ này nó còn lỏng, chưa có ăn được. Mà các em biết không, đậu hũ nó phải núng na núng nín như thế này nè, chứ nó đâu phải giống như rau câu đâu. Làm cho Nhung thử xong chị Nhung ăn ngon quá, đứng ăn gần hết chén luôn. Trời, nó rất là béo mà thơm luôn các em ơi. Bây giờ chị Nhung sẽ lấy một cái tô và trình bày thật là đẹp mắt để đem lên phòng cho các bé ăn thưởng thức. Để cho nó ráo ha. Sau đó mình sẽ bắt cái đường đen lên. Chị Nhung cho chân châu vào. Chân châu nó dai, nó dẻo, ngon lắm các em ơi. Nhưng mà chị Nhung sẽ cho nó ngấm đường vô một chút nữa, nó ngọt ngọt mới ngon. Nhung thấy đã được rồi, bây giờ chị Nhung sẽ tắt bếp. Bây giờ anh muốn ăn nóng hay là ăn lạnh? Anh ăn lạnh. Nếu mà anh muốn ăn lạnh thì em sẽ cho thêm đá vào. Còn như em thì em thích ăn nóng. Và chị Nhung sẽ chọn vị trà xanh, còn anh Phong sẽ chọn vị truyền thống. Em sẽ làm cho anh xem. Em đổ hơi mỏng quá anh. Đổ dày nữa là sẽ ngon hơn. Tiệm thì bán không có... Không có tâm. Nhưng mà ngon lắm nè. Bán chưa? Xin lỗ. Bây giờ mình sẽ chan cái nước trân châu đường đen lên. Các em muốn ăn trân châu nhiều ít tùy thích luôn. Mình làm ở nhà mình ăn thoải mái lắm các em. Của anh màu trắng á, nên là lên cái này nhìn nó đẹp lắm. Hấp dẫn chưa. Cái này là theo yêu cầu của anh Phong. Còn các em là muốn ăn nóng hay lạnh hãy comment dưới cho chị Nhung biết nha. Wow, ngon quá. Ôi bà Siri ơi. Rồi mình sẽ ngồi xuống đây ăn nha. Sẵn đây khoe với mấy anh chị là The Suri mới cắt tóc nè. Bé Destin chị Nhung tưởng là ăn với lại anh Phong. Ai về là muốn ăn với mẹ, ăn loại nóng nè. Và thích vị trà xanh. Thử đi, coi ngon không nha. Ngon phải không? Suri ăn ngon. Rất là sánh luôn hả? Ngon lắm các em ơi. Chị Nhung thấy là làm xong là chị Nhung không muốn ra ngoài ăn luôn á. Cái vị trà xanh đó, nó rất là thơm. Mà nó hơi... có vị the the một chút xíu. Nếu như bạn nào mà thích ăn mà the the đắng đắng á thì hãy ăn vị trà xanh nha. Cảm giác nó rất là mát miệng. Không thấy này ngon quá. Chân châu cũng ngon nữa. Dai. Dẻo và dai nữa. Đặc biệt là cái đường không có ngọt quá đâu nha các em. Làm chúng ta không bị ngán. Chị Nhung thấy là một cái phần mà chị Nhung làm ra như thế này á, tầm cho khoảng 4 người ăn. Mà ăn nhiều vậy nè. Chứ mà ăn mà cái chén mà nhỏ nhỏ giống nãy chị Nhung á là chắc phải được 12 chén luôn á. Anh ăn thử miếng trà xanh không? Béo quá chừng. Thật ra béo hả? Suri còn đòi ăn nữa nè. Ngon nhưng mà anh thích ăn lạnh hơn. Trời ơi. Trân châu kỳ này chị Nhung làm không bị thất bại rồi. Thành công mỹ mãn luôn các em. Đó là ăn không hề bị ngán. Cảm giác mình ăn á, mình muốn ăn hoài luôn. Không muốn ngừng. Lần đầu tiên mà chị Nhung thấy bé Destin với lại Suri ăn nhiều vậy luôn á. Con có muốn mẹ kể cho anh chị biết tại sao là con cắt tóc không? Bé Suri á để tóc dài nhưng mà không muốn chị Nhung cột tóc, cứ thả ra, cứ mỗi lần cột là cứ giật tóc thì cái tóc nó cứ sụ sụ trước mặt nhà này các em. Bởi vậy chị Nhung mệt quá chị Nhung đi cắt luôn để vậy cho nó gọn gàng.
sau khoảng 2 đến 3 phút là anh Phong đã ăn hết. Còn bé Destin thì còn chút xíu nữa thôi. Làm thì rất là lâu mà ăn thì cực kỳ nhanh luôn. Chị Nhung hy vọng là cái món ngày hôm nay các em sẽ thích. Và đừng quên like, share và subscribe nếu như mà thích cái món này giống như gia đình của chị nha. Còn bây giờ thì chúc em ngủ ngon. Bây giờ cũng 9 giờ hơn rồi, chị Nhung phải chuẩn bị lo cho bé đi ngủ. Hy vọng các em sẽ thích video clip ngày hôm nay nha. Còn bây giờ mấy bạn gặp lại. Chị Nhung love you ma. Tin ơi. Trời ơi còn bé ăn quá kìa. Bye bye các em, với chị đi ngân gái. Bye bye.